con nữa. Nè quay luôn cái con nữa, 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 con nữa. Đây. Hello. Hello cả nhà nha. Hello vậy. Đây. Cô đang nhầm gỗ. Cô na, cô nấp dưới nhóc của trên cả nhà ơi. Đây đây con mồi, con mồi, con mồi. Rồi mua đi lựa đi, không có đăng con. Cái này nhiêu, này nhiêu. Cái lồng đó 983.600 đồng. Tí vậy có đăng không? Bánh chén có chứ. Đăng đăng đăng. Cái gì tên gì tên gì? Cái này kênh Thăm Kim Vlog nha cả nhà. Thôi đừng có lại. Đăng con nghe cô. Không có con thôi. Nhớ app đây, đây bốc con nha. Tôi bốc con nhẹ. Ok. Ok ok. Vậy đăng TikTok có chứ con đâu xả hả? Có đăng TikTok không? Có. Còn nãy nhiên bạch vậy? Cái này 15. Lấy cậu á. Bứt cái mù. Ngon. Cái này ngon quá, cái lòng ngon quá. Bứt đi. Cái lòng ngon kia đứt lòng rồi. Con bịch này có không? Ê gớ gớ gì vậy? Chạy chạy chạy. Ôi sao giật tiền à? Đó, ba vô trong cái lỗ này nghe, lỗ cho mai đó. Chê mà tại nhiêu con? Cái đó 12, than để giảm còn 6. Giảm còn 6 ngàn nè con. Cái đó hả? Chắc giảm 15 quá. Trời 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 trời. Giảm 1 lần nó hiểm luôn. Vô vô tiền 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 hết tiền hết thôi rồi 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 giờ rồi. Dở khẩu trang cho anh tao mới thấy chứ. Thôi thôi xong xong ngại ngại ngại. Tôi có ngại đâu. Đưa tiền đưa tiền đưa tiền đưa tiền. Đưa tiền. Còn ăn cái đó nữa không? Kiếm đồ đi. Ê đừng có lắc cái mu. Ghé mua gì chị ơi? Không. Không chị làm ha. Tính nó làm gái chẳng mà tào lao không? Lại bà kè. Bà kè. Chút xíu lại bà kè. Ê đừng có bóp mu. Ê đừng bóp kè nghe. Em chút lại. Ê lỡ tay bóp kè mu rồi sao cái lòng tính giờ rồi trời. Cái này tính nhắc rồi sao rồi quay. Ôi cái này răm tâm mu rồi. Nè em quay đi. Còn năm ngàn em vậy. Còn cái mu mấy mu này nè sao quay ngược thời gian quay qua đây nè. Nè mấy cái này 5 mu nè, còn bên đây cũng 5 nè, còn đó 20. Cái đó cái gì ạ? Cái đó là củ cạc. Cái này tôm nè. Mua hay. 5 ngàn luôn đó. Ok. Ok. Chiếc xe này nhiêu? Chiếc xe đó 7 ngàn. Ok, mua chiếc xe, mua chiếc xe. Đừng quay nhúc nhích nhiều quá nghe. Đừng quay chúng tao nha. Mày bịt miệng à, sợ gì? Tao mở hô, tao không bịt đây. Ừ, 1, 2. À, chưa 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 chưa. Bao hành, cho bao hành. Dạ 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 trả tiền về. Trả tiền đi, trả tiền đi. Rồi mọi người xem nhiều thế. À, còn cái này 15 này 12, thêm này nữa đi, trả lấy bọc luôn. Thôi. Để mỗi lần tốn bọc sao. Có thêm bịch. Ok. Rồi. Lòng 1. Bà lao không? Dây 1. Còn 7. Đọc tên Facebook đi để các bạn này về. Đọc tên Facebook các bạn, tên lúc các bạn. Thăm Kim. Rồi. Vĩnh Thăm Kim mà có xe bánh đó. Chỉ về đăng TikTok nữa. TikTok không biết để nữa coi có khúc nào. Nè không vậy, nè không vậy. À đúng rồi. Rồi nhớ Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Hải Đăng. Nguyễn Hải Đăng phải không? Hữu Nghĩa nữa. Hữu Nghĩa. Thiện Nhân luôn. Thiện Nhân ta có đọc hoài là mày đó phải không? Cái gì trời. Thôi, tôi có lên nè. Trời chết chúng ta. Trời chết nghỉ ăn luôn. Chú coi như con 39 còn chút nó xuống lỗ cho mai vậy. Mở bỏ rồi. Trời ơi. Mày cũng 40 còn chút nó xuống cái lỗ cho mai là mất tiền đấy em. Đó đi từ. Đâu kệ nó mà. Ồ. Quay đừng nhúc nhích quá cái người ta chóng mặt. Quay gì đúng không cô? Đúng rồi đó, cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô đi. Cảm ơn anh okay. Chị nha. Ok luôn nha. Có vậy tha thăm kia vô vô thăm mu các bạn nó mu làm mình cần phải mu nghe. Ok. Ok. Vô tin 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 tin. Vô cái gì thăm Kim Vlog là YouTube mình nha. Dạ. Cả nhà ai có vô đăng ký giùm mình một cái mu thôi. Ôi trời ơi. Cả nhà cái mu. Vô đó. Ơi ghê 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 ghê. Cái mu nghe. Rồi rồi ok, nè coi bên đó nghe, có đăng đó. Dạ. Rồi gặp đăng nha. Đăng mà, ngày nào cũng đăng.
nhà ơi, vui quá à. Vui quá. Vui mà. Ê, ơi, ê, 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 ông rớt cái đất rồi. Ôi, quý, tào lao không? Rớt nguyên cái chùm xuống vậy đó. Con này hả cô? Cái đó lấy cái này cay, còn cái này không cay, lấy cái này. Ủa, không lấy hả? Lấy rồi. Lấy rồi, lấy rồi. Lấy rồi. Chán chết rồi. Rồi, cảm ơn mấy con nhiều nghe, mới gặp không? Mày yêu. Ôi ngày nào cũng áo. Vui quá cả nhà ơi, fan quá trời đông rồi. Mọi người có buổi chiều á 5 giờ mình ghé Quán Minh nghe, từ ngay bến xe Văn Lang. Quốc lộ 91, mọi người mua thì ghé Quán Minh ủng hộ mình nha. Còn hơi sụp vô là 6 giờ, 5 giờ rưỡi đi. 5 rưỡi với 6 giờ là mình vô khu Quỳnh Gia nghe cả nhà. Khu Quỳnh Gia đây, bao đẹp luôn. Đó, cả nhà thấy đẹp không? Đó, đẹp ghê nè. Đó, đẹp cực kỳ không? Xe bánh lên đây. Mua gì ghé chị ơi, về đây bên nhà ta nói lại tình xưa. Mua gì vậy? Đồ bánh, bánh chuối, bánh đa, bánh sữa. Bánh sữa là bánh này, còn bánh phồng là bánh đó. Rồi bánh sữa đi, bánh sữa nhiêu một cái? Cũng bằng 2.000 bịch à? Bằng 2.000 bịch đúng hả? Ừ. Rồi lấy bịch đó đi, không bịch. Bịch nó 5.000. Cái đứa hồi nãy vô giỡn cái thì dồn đóng bọc vô nhèo hết trơn. Giờ nó ghé đây giỡn rồi nè, dồn bấy nhừ vô vậy. Bùi nhùi hết. Toàn đó nó hay vậy. Cái bọc này đi cho nó rộng chút dễ định. Cái cần bịch này là gì? À, cái đó cũng 12, 24, cái này nữa là này 5 nữa. Là 29. Không biết mưa không nữa ta, sẽ thấy lạnh lạnh. Không có mưa giờ này đâu. Tại vì thấy giờ thấy hơi hoài kìa, không biết sao. Giá đựng mưa không ơi, mấy dài trời mát lại rồi. Rồi cảm ơn con nghe, trời mát rồi hổm dài nực á cả nhà, nực lắm luôn. Nực quá trời rồi, giờ nó mưa lên cái khó bán. Với hổm dài á, khu này nó quýnh lộn quá, cái bán chậm chết. Mọi người cứ mua gì ra ủng hộ mình nha, đẹp bao đẹp luôn. À, cảnh đẹp thôi, người cũng đẹp như là thiên thần của bé nhỏ. Ok, chia tay cả nhau, đừng ai nấy đi đó. Mọi người thấy không, fan mình đông lắm luôn, cục vàng và cục cưng không kệ, ai ủng hộ mình thì ghé vô ủng hộ mình nhé. Ăn gì em ơi? Đẹp quá quê hương hôm nay, đẹp vô cùng. Về sống chân mơ chúng ta dịu lắm thôi. Rồi đó tháng tư hôm nay mùa lùa với chàng, về đến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu. Em trinh tay trong chiếc áo bà ba, em đi mô chế chiến hòa, chiến hòa bên Bắc Cầu. Em đi mô chế chiến hòa bên Bắc Cần Thơ. Hay quá. Hai cô gái ngây thơ với tạo chân phất phơ bay trong gió. Vì đâu em đứng
ngẩn ngơ bên trăng cửa nhìn trác phương mai nhuộm đó sáng chiều. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, mỗi năm đến hè ngậm ngùi ly biệt, tiếng trống trường rộn rã vang lên. Ba tháng bãi trường em trở lại quê hương, tảo trắng nguyện không còn bay trong gió, cuối lớp em bởi sân trường rộng lớn, hàng phượng nghiêng nghiêng qua phượng thăm sân trường. Chào cả nhà nghe, cả nhà ơi, chào.